Tôi là Nguyễn Đắc Huy, hiện đang là cầu thủ futsal chuyên nghiệp. Tôi đang khoác áo câu lạc bộ Thăng Long Warrior và niềm đam mê lớn nhất của tôi là futsal. Tôi bắt đầu với futsal từ lúc tôi vào đến đại học thì bạn rủ đi chơi bóng đá cỏ nhân tạo, thì lúc đó tôi mới biết bộ môn này là môn futsal. Khi mà ra sân thì chơi futsal thì tôi cảm thấy mình được chạm vào bóng nhiều hơn và được di chuyển tốc độ và những cái động tác kỹ thuật mà thường thì sân lớn ít sử dụng hơn. Sự khác biệt giữa môn futsal và sân một người là khi chơi futsal thì cái cơ hội ra sân và cái cơ hội chạm bóng của người chơi futsal rất là nhiều, thể hiện nhiều hơn. Khi chơi futsal thì các cầu thủ thay đổi vị trí linh hoạt, kể cả thủ môn cũng có thể trở thành một cầu thủ khi bị thua bàn thắng. Đó là sự khác biệt lớn nhất trong futsal. Trưởng thành qua nhiều giải đấu từ phong trào cho đến chuyên nghiệp, anh dần chứng minh cho mọi người thấy được đam mê và tài năng của mình. Với tình yêu bóng đá và mong muốn được truyền lửa đến các bạn trẻ, một lớp học đặc biệt mang tên anh đã ra đời. Tôi mở câu lạc bộ Camp Futsal bởi vì tôi muốn tạo điều kiện, tạo sân chơi cho các bạn trẻ, muốn truyền lửa, gửi gắm một cái chút niềm đam mê của mình cho các bạn trẻ rất là nhiều đam mê bộ môn futsal này. Khi mà ra sân thi đấu thì tôi muốn chơi hết mình, nỗ lực, máu lửa để cho các học trò của tôi thấy được cái niềm đam mê và cái bản lĩnh thi đấu của mình trong sân để họ học hỏi nhiều hơn, họ muốn hướng tới nhiều hơn. Và tôi nghĩ thì khi mà thầy làm những công việc gì, làm những hành động gì, chơi như thế nào thì cái các học trò của mình cũng sẽ vẫn theo như vậy. Với quan niệm đó, chàng cầu thủ đến từ Đắk Lắk đã có màn thể hiện đầy ấn tượng trong màu áo tuyển quốc gia vừa rồi. Những cái kinh nghiệm mà tôi có được sau màu áo đội tuyển quốc gia thì đến với giải đấu VFL lần này, tôi nghĩ là mình có thể đương đầu được với các ngoại binh khác và một cái tâm thế quyết tâm nhất. Khi mà theo đuổi môn futsal thì mất rất nhiều thứ, tôi lấy cái đó để mình vươn lên, để mình cố gắng nỗ lực hơn. Khi mà bạn bè và những người thân đã hết mình ủng hộ tôi thì tôi cảm thấy đó là một điều rất là hạnh phúc. Tôi muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ đã và đang theo đuổi bộ môn futsal, cứ nỗ lực kiên trì, đam mê, cháy hết mình với trái bóng.